Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên trong sáng nay toàn miền Bắc đã có mưa rông. Thủ đô Hà Nội trời chuyển nhiều mây và có mưa, nhiệt độ cũng giảm xuống, trời chuyển lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nước ta và gây mưa rào và dông trên diện rộng. Người dân cần đặc biệt lưu ý đến các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá là cấp 1. Tháng 4 hiện là giai đoạn chuyển mùa khi không khí lạnh về trên nền nhiệt độ cao gây xáo trộn trong bầu không khí rất mạnh nên dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực. Với vùng núi phía Bắc, với những căn nhà lợp mái phro xi măng khi gặp mưa đá sẽ gây thiệt hại rất nặng nề, nhưng hiện nay chưa có giải pháp ứng phó hiệu quả. Đợt mưa lạnh yếu không kéo dài và chỉ duy trì trong từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 4. Thời tiết sẽ chuyển nắng ráo vào cuối tuần.